Đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện là công trình ngăn mặn giữ ngọt tạo nguồn nước tưới cho gần 2.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp của các xã, phường, vùng phía đông của thị xã Điện Bàn, các khu vực thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và kể cả phía thành phố Đà Nẵng. Nhưng do khan hiếm cát để đắp đập mà đến nay công trình vẫn chưa thể triển khai đã khiến mặn xâm nhập sâu vào nội địa với nồng độ 6,5 phần ngàn. Tình hình thấy nước mặn là cũng tròn vô rồi đó, cũng hư cũng rất nhiều ảnh hưởng đến mùa mòn, mà nhưng là vì cái đập ngăn mặn này chưa cài xong được, nhiễm mặn thì lúa sẽ hư thôi chứ. Nói chung là mà mất mùa. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn được Hội đồng Nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư đập ngăn mặn với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn đã đăng thông báo mời đấu thầu công khai trên mạng nhưng không có nhà thầu nào tham gia, khiến công trình vẫn dẫm chân tại chỗ. Cốt là cái đóng vai trò vật liệu chủ yếu để làm cái đập này. Nhưng cái giai đoạn là đấu thầu thì cốt trên thị trường, thứ nhất là thị trường không có. Thứ hai là gió quá cao so với gió hồ sơ dự toán. Do đó là khi mở thầu là không có nhà thầu nào tham gia. Với tinh thần đó thì bọn lấy có bố có số bông báu ngày 1/3/53 bố quay bò về cái việc này. Thì sau đó thì hiện nay thì đã có chủ trương là cho đấu thầu lại. Trước thực trạng khan hiếm về nguồn cát, thị xã Điện Bàn đã đề nghị tỉnh Quảng Nam cho phép lấy cát với khối lượng khoảng 10.000 mét khối tại điểm mỏ DB02 xã Điện Bàn nhưng không được đồng ý. Thị xã Điện Bàn cũng đã thực hiện mở thầu trở lại lần thứ hai nhưng vẫn không có nhà thầu nào tham gia. Việc chờ đồng ý cho phép khai thác cát và chờ nhà thầu tham gia đã khiến công trình ngăn mặn giữ ngọt chưa được triển khai. Do đó, các bên liên quan của tỉnh Quảng Nam cần sớm có phương án và thi công, bởi nhiều diện tích lúa của người dân tại khu vực đang có hiện tượng bị chết khô vì không có nước.